Vân Anh xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Sức khỏe và đời sống với bác sĩ Hồ Ngọc Minh. Chào bác sĩ Minh. Rồi, một lần nữa xin chào cô Vân Anh và xin chào quý khán thính giả của đài VNTV. Thưa quý vị, bác sĩ Hồ Ngọc Minh là vị bác sĩ đã mang niềm hạnh phúc đến cho hàng ngàn cặp vợ chồng vì bác sĩ chuyên khoa về hiếm muộn, vô sinh và lựa chọn trai gái theo ý muốn. Bác sĩ cũng đã từng làm việc nghiên cứu về bệnh vô sinh cũng như là bệnh ung thư của phụ nữ. Bác sĩ cũng là phu quân của bác sĩ sản phụ khoa tại San Diego của chúng ta, đó là bác sĩ Hồ Vũ Mỹ Liên. Và thưa quý vị, ngày hôm nay bác sĩ cũng trở lại với chúng ta trong những cái đề tài mà liên quan đến năm mới. Phải không bác sĩ? Năm mới thì thường thường hay có những cái điều ước nguyện gì trong năm mới, phải không bác sĩ? Dạ vâng, có những cái điều ước nguyện, ai cũng muốn một cái điều gì mới hết, để mình nói là năm tới, người Mỹ gọi là resolution, người Việt Nam ta thì phải làm cái điều gì mới lạ cho năm mới. Những cái chuyện gì năm cũ làm không được thì phải sáng làm cái lại chuyện trong năm mới. Thì chúng ta thấy là người già, phải nói người lớn tuổi thì ai cũng muốn là có cái hạnh phúc gia đình, gần gũi với con cháu và sức khỏe được tốt, để mà là sống vui, sống khỏe, sống bất tận với con cháu. Còn cái người trẻ hơn đó thì mình muốn là tình yêu năm nay có gặp may mắn, có gặp cô nào hay không, hay là có gặp chàng nào hay không. Nhưng mà từ trung thì mình thấy rằng là phải nói ở nước Mỹ này nói riêng, và nhiều cái nước gọi là trên rất nhiều nước trên toàn thế giới nói chung, tức là có một cái điều ước nguyện gần như là ai cũng muốn trong cái thời buổi hiện nay, đó là giảm cân. Năm nào cũng nói tôi sẽ diet, năm nay tôi phải xuống 5 pounds, năm nay tôi phải xuống 10 pounds. Đó là mình nói nôm na ra là giảm cân và bớt mập một tí. Vâng. Và năm nay thì chúng ta sắp chào đón năm Bính Thân 2016, phải không bác sĩ? Bác sĩ có cái đặc biệt với năm nay, bác sĩ có cái ước nguyện gì khác với những năm trước không bác sĩ? Cô Vân Anh hỏi tôi hả? Dạ. Thực sự thì tôi cũng muốn năm nay tôi giảm cân. Tức là thực sự ra thì ở cái tuổi của mình thì mình cũng nói chung là mình muốn có sức khỏe là cái quan trọng. Còn cái chuyện mà dĩ nhiên là năm nay mình vẫn muốn là mình tiếp tục làm việc để giúp đỡ được nhiều bệnh nhân. Nghĩa là cái sức khỏe của mình trước tiên, mình có thật mới vực được đạo, thì mình phải khỏe thì mình đi cứu được người ta chứ. Còn mình không khỏe, mình là chính mình cũng là bệnh nhân thì mình cứu được ai. Vâng, thưa quý vị, chương trình ngày hôm nay với cái chủ đề là nếp sống mới cho người trung niên và cao niên. Thưa bác sĩ, mình định nghĩa cái lứa tuổi như thế nào là trung niên, đối tượng như thế nào thì cao niên? Tại vì Vân Anh thấy cái lứa tuổi nó theo năm tháng nó cũng thay đổi bác sĩ. Giống như Vân Anh thấy ngày hôm nay đó, nhiều người 70 tuổi nhưng mà còn rất là trẻ. Thành ra với theo y khoa đó thì như thế nào gọi là đã lão hóa, và như thế nào là trung niên, như thế nào là cao niên? Thì bây giờ mình nói thật sự ra ai cũng nói với mình là ô bác sĩ ơi đừng có lo già nha bác sĩ, ok, những con số, nghĩa là tuổi tác nó chỉ là những con số thôi. Thì nó tùy mình, nếu mình muốn, mình nghĩ là mình trẻ thì nó vẫn cứ trẻ, 70 tuổi như anh nói vẫn là cứ trẻ, nhưng mà 20 tuổi vẫn có thể là ông cụ non được. Tuy nhiên mình có nói là nó có thể thay đổi theo cái định nghĩa trung niên, và gọi là người cao tuổi, nó thay đổi theo cái gọi là cái tuổi thọ trung bình của con người chúng ta. Chẳng hạn bây giờ mình nói thí dụ như là ở cái tuổi mà khoảng năm 1950, trước 50 chút xíu, hễ mà quý vị không tin, quý vị lật những tờ báo cũ đi, cái thời mà gọi là cụ Ngô Định Diệm đó là ai lên 50 tuổi cũng là cụ hết nha. Khoảng đó là 50 tuổi là cụ rồi. Nếu mình nói nhiều khi mình thử tưởng tượng là khoảng mà cái thời mà tôi còn nhớ là gọi là cái chuyện mà hội nghị Viên Hồng mà chống quân Nguyên, chống quân Mông là gì đó, cái bô lão. Dạ bô lão ha. Thì các vị bố lão đó, tôi đoán chừng cái thời đó mà tuổi thọ trên toàn thế giới khoảng chừng 30-40 tuổi, chắc bố lão cũng khoảng 40 là nhiều, quý vị thấy không? Thành ra nó như thế này. Nhưng mà nếu mà cô trở lại cái chuyện cô Vân Anh hỏi tôi theo đúng theo định nghĩa y khoa thì như thế nào, mình có thể nói rằng là thực sự theo y khoa thì sau 35 tuổi thì chúng ta bắt đầu cái sự lão hóa đó bắt đầu nó tiến rất là nhanh ha.
thực sự ra là sau cái tuổi gọi là tuổi nhổ giò đó, tuổi dậy thì đó, là từ từ khoảng 10, 13, 14 tuổi cho tới nhiều lắm là 21 tuổi, thì sau đó là chúng ta bắt đầu có cái tình trạng lão hóa, tức là cái tế bào nó chết đi và một số tế bào nó không có được thay thế trở lại. Và cái tốc độ lão hóa nó càng tiến nhanh đến khi mà tới tới năm 35 tuổi thực sự gọi là tuột dốc đó. Nếu mà mình nói là người Mỹ người họ nói là over the hill ở cái tuổi 50 thì thực sự nó cũng gọi là nói ăn ngủi thôi, không đúng. Thực sự chúng ta đã gọi là over the hill ở tuổi 35 rồi. Nhưng mà thực sự ra thì khi mình xuống dốc như vậy đó, nó tùy người. Có những người họ giữ cái tốc độ của họ xuống dốc rất là chậm. Có những người họ cái tốc độ nó xuống rất là nhanh. Quý vị không tin, quý vị trở lại gặp lại những bạn bè cũ ha, khi nào mình gọi là reunion bạn bè từ hồi trung học, tiểu học hay là đại học gì đó, khoảng chừng 20 năm gặp lại là mình thấy là mỗi người già đi theo một cái tốc độ khác nhau rồi. Nhưng mà nói chung thì trên 35 tuổi đã gọi là lớn tuổi. Thì bây giờ trên 35 là bắt đầu là lớn tuổi. Dạ, tức là mình gọi là mình gọi là lớn tuổi rồi ha. Nhưng mà theo cái định nghĩa mà mình nói, có thể nói rằng là trung niên, bây giờ mình vẫn cho là cái tuổi trung niên vào khoảng 40 tuổi. Và mình nói là từ tuổi 50, 55 trở lên mình được kể là bắt đầu theo dưỡng cao tuổi rồi. Vì mình không nghĩ đâu, đừng có nghĩ là cao tuổi là những cụ gọi là 70 tuổi, 80 tuổi chống gậy lom khom đi là mình nói là cao tuổi. Vì bây giờ mình không biết, có khi một cụ 70 tuổi nhưng cụ trẻ hơn người 50 tuổi. Cho nên theo định nghĩa y khoa thì mình nghĩ là 50 tuổi là có nghĩa là bắt đầu là được thuộc vào dưỡng cao tuổi rồi. Dạ vâng. Những cái chương trình chúng ta nói trước đây nó tự trung về vấn đề là làm sao mình giữ sức khỏe được tốt, thì chỉ có cái là vận động và thể dục, và ăn uống nó chỉ có hai cái vấn đề chính như vậy thôi nha. Nhưng vậy, mà và yêu nước nữa bác sĩ. Và yêu nước. Phải uống nước là phải yêu nước nha. Nhưng mà nó có một cái điều như thế này là mình trở lại cái lúc đầu chương trình mà ai cũng nói ô tôi sẽ ăn cử này, ăn cử này, ăn nhịn ăn này, nhịn ăn nọ. Nhưng mà cái vấn đề là như thế này, khi mình nói như vậy đó rồi cuối cùng mình sẽ quên, mình không làm được. Khi mình nói là tôi phải ăn cử, khi nào mình dùng là tôi phải, cái chữ phải không ai thích rồi đó, là cái điều bắt buộc đúng không? Thì bây giờ mình cái tư duy của mình phải đổi lại. Từ đó là tại sao mình nói là cái nếp sống mới. Tức là tôi muốn làm một cái gọi là một cái đi theo một cái nếp sống mới. Khi mình nói là người Mỹ nó dùng gọi là cái lifestyle, khi mình nói là cái nếp sống mới như vậy thì mình phải thay đổi mỗi ngày, chứ mình không phải đợi tới giờ phút giao thừa rồi mình mới thắp hương khấn vái là năm nay tôi sẽ ăn cử, đúng không? Thì cái nếp sống mới đây mình tự trung là mình có hai chuyện, là thứ nhất là chuyện ăn và chuyện vận động tập thể dục. Vì lý do bây giờ mình nói cho người cao tuổi nó khác với lại cái người gọi là người trẻ tuổi, một cái người thanh niên. Ví dụ như con tôi nó 20-21 tuổi, nó không có cái vấn đề gì hết, nghĩa là tập thể dục thì nó như pha, nghĩa là nó mạnh khỏe. Nhưng mà có một cái điều là cái người cao tuổi có những chuyện như thế này, những nghiên cứu mới nó cho thấy đó, mà chúng ta càng tập thể dục thể thao nhiều chúng ta lại càng mập. Đó là tại sao, giải thích tại sao mà quý vị cứ nói trời ơi sao mà em tập thể thao em chạy máy hoài là 24 tiếng đồng hồ mà sao em vẫn cứ không xuống cân. Đó là vì khi chúng ta bị tập thể dục nhiều quá đó thì mình bị stress. Bị stress á, thì nó làm cho mình lại tăng mỡ lên nha. Những cái lần trước mình có giải thích là khi mình stress thì cái mình cơ thể mình nó tiết ra nhiều đường, từ đường dự trữ trong lá gan nó tiết ra máu và cái đường đó nó biến thành mỡ. Rồi sau khi nó biến thành mỡ rồi thì trong lá gan nó thiếu đường, nó bắt mình lại thèm đường, ăn thêm vô nữa, cho nên cuối cùng nó cứ càng ngày nó mập thêm. Và không những như vậy, đường nó làm cho cái mạch máu mình lỡ loét ha, thì có thể làm cho mình bị ngãn mạch máu. Đó lý do tại sao mà có những người họ, mình nghe tin tức lâu lâu có những người như là cách đây khoảng 10 năm có một ông tên là ông James Fix, ổng nổi tiếng là chạy bộ lắm, đường trường đùng một cái, một ngày ông lăn ra, ông bị trụy tim ngay trên đường chạy bộ. Hay là chúng ta, trong cộng đồng chúng ta cách đây cũng khoảng 50 năm nha, tôi nghe cũng có một người bác sĩ về tim nha, đi đánh tennis, lăn ra chết trên sân tennis, ok? Thì đó là những cái chuyện khi mà vận động nhiều quá và mình, nghĩa là những cái điều mà chúng ta làm quá sức mình nó không có tốt. Là điều thứ nhất. Điều thứ nhì nữa là chúng ta biết rằng là sau 35 tuổi, lý do tại sao mình chọn cái lứa từ 35 tuổi, sau 35 tuổi, phụ nữ, cũng như phụ nam như cô Vân Anh và tôi thì mỗi ngày cái lượng bắp thịt của mình đó nó mất đi, mỗi năm ngoài thì cũng đúng nhưng mà là mỗi năm nó giảm lần, cho nên khi bắp thịt nó giảm đi á thì chúng ta không có tiêu thụ được cái calorie ăn vô nhiều, và cuối cùng mình còn ăn nhiều nữa thì nó sẽ biến thành mỡ. Thành ra mình phải chấp nhận cái chuyện là mình phải điều chỉnh cái ăn của mình cho nó vừa phải, vì bây giờ cơ thể mình không có thể ăn được như hồi trước được, thì mình phải lựa chọn nào mình phải ăn cho nó vừa phải.
nha. Mình ăn là như thế nào, có những chuyện là cái đối với người lớn tuổi đó là lâu nay nó có những cái mình nghĩ nó không đúng nữa, chẳng hạn mình nói ồ tôi phải không được ăn nhiều chất béo này nọ, hay là tôi không được ăn nhiều trứng gà chẳng hạn, nó có nhiều cholesterol. Cái đó bây giờ cái tư duy nó trật hết, tất cả chúng ta nói nghĩ lâu nay nó không đúng nữa nha. Cứ ăn thả cửa nhưng mà ăn ít lại. Tại vì nó như thế này, trứng gà nó vẫn tốt cho cơ thể chẳng hạn, nói thí dụ vậy. Và chất béo, chúng ta muốn ăn chất béo gì đó ăn, ăn dầu mỡ hành tiêu gì quá đẹp mình muốn ăn. Nhưng mà cái chuyện là thí dụ bây giờ hôm trước mình có chương trình nói về cái chuyện mà chất béo, có những chất béo nó làm, nó có nhiều cái chất omega 6 thì nó làm cho cái trái tim mình, mạch máu mình nó dễ bị lỡ hơn, thì mình tránh cái đó chút xíu nha. Mình ăn nhiều những cái chất béo mà nó có omega 3, okay, omega 3. Và mình ăn thì như ăn như thế nào, cái nguyên tắc là như thế này. Chúng ta phải ăn làm sao, phải đổi cái cách ăn lại, tức là ăn làm sao ăn nhiều trong ngày hơn là mình đợi tới buổi tối về rồi mình ăn no cành hông rồi mình leo giường mình ngủ nha. Thì khi mình, lý do tại sao mình ăn nhiều trong ngày như vậy thì khi chúng ta vận động trong ngày nó sẽ đốt bớt cái calorie đó đi nha. Thế để khi mà tối mình về mình ngủ thì nó nhẹ nhàng hơn. Đúng, buổi tối mình nói là bụng đói khó ngủ, nhưng từ từ tập nó quen quý vị ạ, nó làm cho mình dễ giảm cân hơn. Dạ vâng, đó là những cái cải thiện cho nếp sống mới trong năm mới phải không bác sĩ? Cho dạ vâng, người trung niên. Thực sự cái chuyện cũ nhưng mà cũ mình nhưng mà mới của người ta. Dạ, thành ra cũng ăn trở lại là chuyện ăn với là chuyện uống với lại uống nước nhiều nữa. Nghiên cứu là cho thấy là nếu mình uống 2 ly nước đầy nha, nhớ 2 ly nước đầy 30 phút trước khi chúng ta ăn, thì nếu mình làm như vậy trong vòng 12 tuần thì chúng ta có thể giảm được giảm là 8 pounds cũng tức là trước khi ăn cái mình uống 1 ly nước hả bác sĩ? Dạ, nhưng mình uống liền tức khắc lúc đó mình nửa tiếng trước nha. À, thí dụ mình canh cái bữa ăn chính của mình, thí dụ buổi trưa chẳng hạn, thì là trước đó chừng nửa tiếng mình uống 2 ly nước. Nó cũng dễ làm không hả bác sĩ? Đâu. Dạ. Thực sự ra quý vị thấy không? Mấy bữa nay tôi ốm hơn nè, nha. Thế là tôi cũng thực tập những điều mà tôi nói đó nha. Dạ, bà xã tôi khen sao bữa nay anh gọn gàng quá. Vâng, hy vọng là nếu mà chúng ta thực hiện những cái điều mà bác sĩ Hồ Ngọc Minh chia sẻ thì sang năm chúng ta sẽ thực hiện được những cái ước nguyện trong năm mới là giảm cân phải không quý vị? Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn, và xin chúc cho quý vị một mùa xuân thật là nhiều an lành và nhiều may mắn. Vâng, một lần nữa xin chào quý vị.